Rồi bà Phúc. Cha con là ở Tây Ninh, mà con hồi đó con không có đau bụng gì hết cha, mà tại vì con thì bạn con chở con đi xe Atila về kinh về, mà cái đụng cái là tránh hai cái bà kia mà đụng là thờ Herimo á cha, cái con bị té cái chân con nó ngã xe Atila của chị chở con đi cha, nó ngã con lên cha, nó gãy xương cha, nó gãy xương con cũng mong là còn một năm rồi cha, mà con biết chừng nào là con không có lòng hồn, lần nào con nghe lòng hồn cũng sợ lắm. Sao bà nghe lời hồn bà sợ? Em nói cho cha nghe, tại vì con đâu có biết cái cuốn sách cha có cái lòng người, cha có cái máy á. Chứ con mượn người ta, con đọc con nó quả cho hay quá, con nhận cái bà nó cho con mượn đi. Cái bà cho con mượn, cái con nghe con đọc được cái xong nó nghe con mới biết là cha có cuốn sách đó. Cái con mới đọc cái nó sợ thương dần, sao mà đọc cái con xin mấy bà kế bên á, cho nó cho mượn cuốn sách để đọc. Cái con đọc từ, con bây giờ con thích lòng hồn, con đóng cha mà lòng hồn nó lộng xót cha. Ngày nào con muốn đọc hết, trưa 1-2 giờ là con đọc rồi. Đó là một sách. Để con xin Chúa cũng cho con hoài cha. Đâu chút con cũng xin Chúa cho con đi được, mình cho con đâu nữa là Chúa cho con vậy cha. Bà tên là gì? Là con tên là Zizan, là Thánh. Bà Thánh Zizan mà Lương Thị Miều cha. Lương Thị Miều. Lương Thị Miều, bà bao nhiêu tuổi? Năm nay con 70 tuổi mà bây giờ nó làm giấy con, nó lại con 75 tuổi mà giờ làm con là 70 tuổi. Lúc nãy bà kia thì 82 làm giấy xuống 80, còn bà này 70 mà làm giấy lên 75. Rồi, bà làm sao mà bà sợ lần hột? Tại vì con từ nào thì con có lòng hột với cha, thì con mới biết là lòng dư sốt của cha, của cũng sách của cha, con mới biết đó, con coi lên cái lại của cha, con mới biết đó. Bà đọc gốc hay là đọc theo? Đọc gốc của cha. Gốc mà mới biết lần hột lòng thương xót là cái đây một năm hay bao lâu? Dạ thưa cha, hồi mà cha làm cái cuốn sách ra có con mượn cũng đọc, bây giờ con ngày nào con cũng đọc lần thương xót cha. Thưa anh chị em, thấy cậu Dung một người 70 tuổi thật và 75 tuổi giấy tờ mà chưa hề biết đến lòng thương xót Chúa, chưa hề biết lần Chúa lòng thương xót Chúa, mới cách đây khi mà đọc cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha đó, cuốn sách mà chúng tôi tặng cho anh chị em, và nghe được cái máy giảng về lòng thương xót Chúa, bà mới biết lần Chúa lòng thương xót, và bây giờ bà lần Chúa bà cầu nguyện và bà được ơn của Chúa này, bà lên làm chứng cho Chúa mãi từ Tây Ninh đến cái chân. Dạ, bây giờ con bớt cái chân rồi cha, mỗi lần con đi cái cây với cha mà nó bị lo, năm trước con đi đây là 2 lần rồi cha. Là đi bằng gậy. Là đi bằng gậy mà bây giờ con cũng dám đắt mắt, con đi con sợ nó nhạt, nó gãy cha, nó giữ con bây giờ làm cái chân là lãng đầu con 10 triệu mà con không có tiền cha. Về cân đi không cần gậy, Chúa chống gậy cho bà nhé. Tặng cho bà cái máy 365 bài giảng về nghe nhé. Rồi. Rồi, bà thích đọc sách, tí rồi tặng cho bà cuốn sách. Thưa chị em, bây giờ xin mời...